Tiếp tục bản tin là một số tin vắn kinh tế đáng chú ý khác. Nửa đầu năm nay, cả nước có khoảng 55.000 giao dịch bất động sản, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay trong quý 3, tuy nhu cầu tiêu dùng có giảm nhưng nhu cầu của nhà đầu tư không giảm. Thông tin từ tọa đàm bất động sản Việt Nam, bình thường mới, nhu cầu mới, xu thế mới diễn ra chiều nay tại Hà Nội cho biết về xu hướng các dòng sản phẩm đất nền, bất động sản nghỉ dưỡng ven biển được lựa chọn nhiều hơn cả. Nhưng các chuyên gia cũng lưu ý nhà đầu tư không nên chạy theo những cơn sốt đất mang tính cục bộ và tạm thời. Một số ý kiến tại tọa đàm cho rằng có nhiều yếu tố thúc đẩy thị trường bất động sản tăng trưởng trong thời gian tới như dịch bệnh dần được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh khởi động lại, lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức thấp và nhiều chính sách đang được xem xét để tháo gỡ ách tắc về thủ tục pháp lý cho thị trường.